Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai thì những làn sóng lạnh sẽ được bổ sung thêm nên thời tiết ở Bắc Bộ duy trì trạng thái khá xấu, mưa rông tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ trong ngày sẽ tiếp tục giảm nhẹ, trời nhiều mây và xe lạnh, nhiều khả năng thì kiểu thời tiết này sẽ kéo dài cho đến tận những ngày cuối tuần. Người dân và du khách cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện kèm theo trong mưa rông. Thời tiết các tỉnh thành duyên hải miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ không có nhiều biến chuyển trong 24 giờ tới. Trời âm u và có mưa rông. Do mưa kéo dài trong nhiều ngày liền nên bà con ở vùng núi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, các hoạt động du lịch trong hai ngày cuối tuần sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối suôn sẻ, ban ngày trời nắng nhưng không quá gắt, nhiệt độ cao nhất dừng lại ở mức từ 30 cho đến 32 độ, chiều tối sẽ chỉ có mưa rào và sông ở vài nơi. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối qua và sáng sớm nay, sắp xỉ khoảng 2 phần 3 diện tích khu vực đã xuất hiện mưa rào và rông, có nơi còn có lượng mưa khá. Cũng trong chiều ngày hôm qua, thì một cơn mưa đá hạt bằng ngón tay kéo dài gần 1 giờ xuất hiện nhiều nơi ở thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Không như thế, sau trận mưa đá, mưa lớn kết hợp với rông lốc cũng đã xảy ra gây ngập cục bộ. Một số cây xanh bị gãy đổ, nhiều biển hiệu quảng cáo trên đường đã bị hư hỏng. Trong đêm nay và chiều tối ngày mai thì trường phân kỳ trên cao sẽ tiếp tục lấn về phía tây. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng rìa tây nam của dòng gió phân kỳ này nên mây rông sẽ có xu hướng hình thành nhiều hơn. Nhiệt độ trưa mai sẽ giảm nhẹ, chiều tối có thể có mưa với lượng khá tại các tỉnh phía bắc của miền Đông, bên dưới phía tây và một vài tỉnh thành ven biển cực nam. Người dân và du khách cần lưu ý đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Tiếp theo là những thông tin thời tiết khu vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với các điểm du lịch ở vùng núi Tây Bắc. Tại Sapa có mưa nhỏ, trời khá rét với nền nhiệt trong ngày chỉ từ 12 cho đến 15 độ. Tại Tam Đảo có mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ khoảng từ 17 cho đến 21 độ. Tại Điện Biên có mưa rào và rông với nhiệt độ phổ biến từ 22 cho đến 28 độ. Các hoạt động du lịch diễn ra trong hai ngày cuối tuần tại các tỉnh thành phía đông của miền Bắc sẽ không được thuận lợi lắm. Trời nhiều mây và có mưa trên diện rộng với lượng khá. Nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ trên xe lạnh. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 21 cho đến 22 độ và cao nhất sẽ không vượt quá từ 24 đến 25 độ. Tương tự miền Bắc thì thời tiết khu vực miền Trung ở phía Bắc của đèo Hải Vân vẫn chưa có xu hướng chuyển tốt lên. Thời gian mưa kéo dài rất dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi nên quý vị cần hết sức lưu ý. Tại Sầm Sơn và Phong Nha Kẻ Bàng trời nhiều mây có mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 23 độ và cao nhất là khoảng 26 độ. Tại thành phố Huế có mưa rào và rông với nhiệt độ phổ biến ở mức từ 24 đến 28 độ. Đối với các tỉnh miền Trung ở phía nam của đảo Hải Vân, thời tiết trong những ngày cuối tuần lại khá đẹp nên các hoạt động du lịch sẽ diễn ra thuận lợi. Tại Đà Nẵng có lúc có mưa rào với nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 23 đến 30 độ, Hội An trời không mưa và ngày nắng với nhiệt độ vào khoảng 23 cho đến 31 độ. Tại Bà Nà có lúc có mưa nhỏ với nhiệt độ duy trì ở mức từ 17 cho đến 28 độ. Xa đến các khu vực du lịch biển phía Nam, Nha Trang và Mũi Né không mưa ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 25 độ và cao nhất vào khoảng 32 độ. Tại Vũng Tàu sẽ có mưa rào nhẹ và rông vào lúc chiều tối, với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ. Liên đến khu vực vùng cao Tây Nguyên. Nơi đây thì nắng sẽ dịu dần vào ngày mai do những đám mây sâu phát triển. Đồng thời thì những đám mây này còn có thể gây mưa khá cho khu vực trong chiều tối mai. Do vậy mà các hoạt động vui chơi du lịch sẽ gặp một vài trở ngại. Tại Pleiku chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông với nhiệt độ trong ngày từ 19 đến 33 độ. Tại Buôn Ma Thuật, trời không mưa ngày nắng với nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 34 độ. Đà Lạt có mưa rào và rông với nhiệt độ vào khoảng 15 cho đến 26 độ. Tại khu vực Nam Bộ, Cụ thể là tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, ban ngày trời nắng, buổi trưa trời còn khá oi, về chiều sẽ có mưa rào và rông với nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 35 độ. Tại U Minh sẽ có mưa rào nhẹ và rông với nhiệt độ vào khoảng 27 đến 33 độ. Thời tiết biển đảo phía Nam trong 24 giờ tới cũng sẽ chuyển xấu hơn với mưa rông, tuy sóng gió êm ả. À, so với điều kiện thời tiết này thì các hoạt động du lịch sẽ không được thuận lợi lắm, nhất là vào thời điểm chiều tối. Tại côn đảo nhiệt độ trong ngày dao động từ 27 đến 33 độ, vào Phú Quốc thì nhiệt độ phổ biến ở mức từ 25 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.